Xin chào mọi người, tôi là Duy Nguyễn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người về cách thức tạo lập một cái fanpage với đầy đủ các thông tin như check-in, đánh giá và xếp hạng. Để tạo lập một cái fanpage như thế thì đầu tiên các bạn từ cái Facebook cá nhân, bạn kích vào cái nút mũi tên xuống như này và kích vào phần tạo trang. Ở đây có bốn cái à có sáu cái danh mục để các bạn có thể tạo trang. Thì để tạo cái trang có cả phần check in đánh giá và xếp hạng thì các bạn cần chọn vào cái danh mục đầu tiên, đó là doanh nghiệp địa phương và địa điểm. Ở đây thì các bạn có thể chọn danh mục. Ở đây tôi sẽ chọn một cái danh mục bất kỳ, danh mục tôi chọn danh mục mua sắm và bán lẻ đi. Ok, ở đây tôi đặt tên fanpage của mình là thời trang công sở xuất khẩu. Ok, địa chỉ đường. Hiện tại tôi đang ở chỗ 81 Lê Đức Thọ. Lê thành phố Hà Nội. Hà Nội ở đây. Tiếp theo là cái phần mã zip, tức là cái mã bưu điện. Mã bưu điện hiện tại của Hà Nội bây giờ là 100000, tức là số 1 và năm số 0. Các bạn lưu ý là cái mã bưu điện này, cái thời gian trước của Hà Nội nó là có 5 số, nhưng hiện tại bây giờ nó đã là 6 số. Thì gọi số điện, nhập số điện thoại của tôi ở đây. Ok, sau đó các bạn nhấn vào nút bắt đầu. Cái phần này thì các bạn có thể mô tả qua sơ qua cũng được. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cái phần mô tả của cái fanpage. Trang web thì các bạn có thể điền tên cái website của bạn vào, hoặc là không có thì bạn bỏ trống cũng được. Ví dụ ở đây tôi điền là com. Ok, ở đây thì bạn có thể tích vào cái dấu có lưu thông tin. Ok, ở đây nó sẽ có một cái cảnh báo. Thì thường cái cảnh báo này khi mà tạo lập fanpage tất nhiên là nhiều người gặp cái cảnh báo này, thì các bạn có thể bỏ qua để chuyển sang cái bước thứ hai là thêm ảnh đại diện. Cái này bạn chọn một cái ảnh đại diện bất kỳ của bạn đã chuẩn bị sẵn. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn trước một cái ảnh đại diện, cập nhật lên đây. Rồi, ok. Các bạn kích vào phần tiếp. Thêm vào cái mục yêu thích, thì cái mục yêu thích này nó sẽ hiển thị ở bên tay trái cái menu trong cái phần Facebook cá nhân của bạn. Thì bạn nhấn vào thêm mục yêu thích và kích vào tiếp. Trong cái phần đối tượng ưu tiên này thì bạn chọn những cái đối tượng nào mà bạn muốn nhắm cái trang của bạn hướng đến để cho nó target và đúng cái khách hàng của bạn nhất, thì bạn lựa chọn. Ở đây tôi chọn là địa lý là Việt Nam. Cái độ tuổi thì sẽ nhắm vào những cái độ tuổi bắt đầu đi làm, từ độ tuổi 23 cho đến độ tuổi 45. Tất cả nam và nữ, sở thích là thời trang và mua sắm gì đấy, mua sắm và thời trang, đúng rồi, để tôi chọn mua sắm và thời trang. Ok, sau đó bạn ấn lưu. Đó, như vậy là các bạn đã tạo xong một cái fanpage mà trong đó có cả cái địa điểm hiển thị ở đây để các bạn có thể check in. Bây giờ để mà tối ưu hơn cho cái fanpage đấy thì các bạn có thể thêm ảnh bìa. Tải lên. Đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái ảnh bìa. Lưu thay đổi. Trong đây sẽ có một cái phần nút kêu gọi hành động nữa. Thì cái này tùy bạn có thể tạo đối với là đặt ngay, gọi ngay hoặc là liên hệ với chúng tôi qua website. Ở đây thì tôi điền vào gọi ngay, điền số điện thoại của tôi vào. Ok.
Đây thì các bạn có thể thấy các cái phần như check in ở đây và bài viết của khách ở đây, đánh giá, lời đánh giá ở đây. Đấy, đây là một cái cách thức để tạo ra một cái fanpage với đầy đủ các tính năng như check in, đánh giá và xếp hạng. Thì các bạn lưu ý là các bạn phải lựa chọn với các cái phần là doanh nghiệp và doanh nghiệp địa phương thì các bạn mới tạo được cái fanpage có các phần check in và xếp hạng đánh giá như vậy. Ngoài ra thì các bạn có thể tối ưu hơn cho cái fanpage của mình bằng cái cách kích vào cái phần giới thiệu như này, và trong cái phần thông tin trang thì các bạn sẽ điền thêm những cái mục như là các cái loại phụ của fanpage này, nhập địa chỉ trang web trên Facebook này, nhập ngày giờ làm việc, ngày tháng bắt đầu thành lập, nhập tuyên bố, mô tả ngắn, mô tả dài, nhập khoảng giá, nhập địa chỉ mail và nhập cái tuyên bố về quyền sở hữu và tác giả. Đó, đó là cái cách thức để mà tạo cái fanpage. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.